Bé vị trí đây thầy. Sáu bị nhánh mắt. Nhánh mắt à? Ta là nhà đó thầy. Em ở ngoài Hà Nam vào. Ở Hà Nam vào. Ở nhà là thầy nháy mắt về làm những cái gì được không? Có khụt khịt hay là có mũi. Khịt mũi đúng không? Nó có bị viêm xoang không? Không. Khụt khịt như vậy đó đúng không? Miệng nó có hay kéo không? Hay nhéo dần lên kiểu này không? Có thấy như vậy không? Nó kéo theo mũi đi theo, nghĩa cái mũi nó khịt thì nó đầy ống như kiểu như vậy đúng không? Đó là khụt khịt. Em cho cháu đi khám ở bệnh viện mắt rồi thì khám ở trên khoa mắt bệnh viện Nhi Trung ương á. Thì bác sĩ nói là bị quặng mi. Thì chắc là em nghĩ là ngứa thì nó mới nhanh thì thế, nhưng mà đến lúc khoảng một tuần sau khi khám thì em cho cháu đi mổ quặng. Mổ quặng rồi về vẫn cứ chảy. Nếu như đừng quẳng thì em đã khỏi rồi đúng không? Đúng rồi. Cứ vẫn cứ ngáy như thế. Bé này mấy tuổi ấy hả? Cháu 4 tuổi. Tôi 4 tuổi. Trước đây đợt Covid ở nhà xem TV suốt nhưng không thấy bị. Nhưng đợt này... Nhưng mà nó là giai đoạn đó, giai đoạn để tiêm cho cái này. Giai đoạn mà bị mỏi các cớ nhiều từ cái thời đó. Sau này nó bắt đầu bị lên. Cũng nhỏ mắt rồi là thuốc điều tiết mắt cho các thứ đấy nhưng mà cũng không thấy đỡ. Cứ hay dụi mắt rồi chắc kêu mỏi. Nguyên nhân của nó vẫn là do xem điện thoại và tivi. Hệ thần kinh của trẻ con nó chưa trưởng thành. Những người lớn ta là nó trưởng thành, những người lớn ta đây ta xem nhiều khi ta thấy khó chịu đến mắt của mình như vậy. Rõ ràng là cái trẻ con là sức chịu đựng của nó đang kém hơn, cái hệ thần kinh nó kém hơn cho nên nó dễ bị hơn. Và trong số các đứa trẻ thì lại có đứa trẻ là khỏe hơn, có đứa trẻ yếu hơn. Đứa trẻ nhà mình là nó có hệ thần kinh kém hơn người khác, cho nên tại sao xem ít nhưng mà vẫn bị. Tức là khi nó xem nó có những cái nhóm cơ nó bị co cứng, lâu dần nó tạo thành những cái sơ cứng và nó dần đến nó bị mỏi và có khi là nó mệt. Đấy, thì nó phải có những cái động tác nó làm như thế để nó dễ chịu. Nó giống ta bị mỏi cổ đúng không? Ta cứ muốn bẻ muốn lắc như vậy, ít vận động là nó cứ ngứa ngáy ở trong người như vậy. Mình trị liệu cho nó để giải quyết những cái nhóm cơ đó cho nó dễ chịu, nó mềm những cái cơ đó ra, nó không bị co nữa thì nó không mỏi không mệt nữa, thì rõ ràng là nó sẽ hết nhảy được. Sung điện này, sóng siêu âm điều trị này, rồi massage trị liệu cho bé. Những cái trường hợp mà nhẹ thì nhà anh sẽ làm như vậy có thể ổn, nhưng mà có những trường hợp nặng hơn thì nhà anh phải dùng phương pháp cấy chỉ. Cấy chỉ tức là anh dùng cái chỉ từ tiêu cấy vào các cái huyệt đấy, thì trong quá trình nó tiêu cái chỉ đó thì nó sẽ kích thích lên các cái huyệt này, nó làm tăng tuần hoàn mạch máu đấy, nó giải quyết những cái chỗ cơ đang bị co cứng đó đấy, nó làm mềm những cơ đó, nó làm hết cái mỏi cho nó đấy. Thì như thế, như thằng cu này thì như anh thấy thì nó cũng chưa phải là quá nặng, như một số trường hợp là nó rung, nó lắc, nó nháy, nó giật, nó nhéo miệng, nó làm đủ thứ chuyển như vậy. Còn thằng này thì nó cũng đáng gọi là ở mức độ gọi là vừa. Thì có thể là nhà anh sẽ dùng phương pháp trị liệu trước 10 ngày. Anh sẽ đánh giá lại, nếu như nó mà không thuyên giảm thì anh sẽ phải cấy chỉ cho nó. Còn như trường hợp này em cũng phải xác định thời gian điều trị nó là ít nhất là 15 ngày. Sau 15 ngày anh sẽ đánh giá lại nhé. Đấy, thì ở đấy cũng có mấy trường hợp bị nháy như thế này, nhà anh điều trị tầm 15 ngày là cũng đã anh cũng cho nghỉ rồi, cũng mấy người là cũng ổn rồi. Đây còn cái thằng cũ kia này đó là anh xác định là phải 2 tháng. Còn có một số người nữa là phải 3 tháng. Đấy, có những người chưa khỏi rồi, về trong Đắk Lắk rồi. Đấy, là điều trị 3 tháng xong ổn rồi cho về rồi. Điều trị ở đây làm hay là ở đấy làm chứ? Ừ. Giờ thì phải xác định ở đấy làm thôi nha. Tí nữa là có một cái túi thuốc gọi là túi ôn kinh dược với lại một cái thuốc xoa, buổi tối em chườm thêm cho bé nhá. Làm cái túi đó ấm lên rồi mình chườm vào vùng mặt cho bé nhá. Con ở nhà chưa? Ừ. Ở nhà không thấy nó nháy mấy là đúng chứ? Còn từ hôm qua đến nay là đỡ, thấy không nháy nữa, là không nháy mắt nữa đúng không? Đấy, thì mình điều trị nó đúng phác đồ, đúng phương pháp thì là nó sẽ ổn vậy thôi. Được mấy ngày rồi hay? 8 ngày. Hôm trước anh nói là nếu như 10 ngày mà không được là phải cấy chỉ ấy, đúng không?
Thế này thì chắc là không phải cấy nữa rồi. 10 ngày thì là hết thì em cho cháu về. Ừ. Thì thấy là nó cũng đỡ nhiều. Chắc yên tâm đó là ổn đó. Điều trị thì khoảng tầm 2-3 bữa gì nữa. Lấy thêm cái túi chườm đấy. Rồi là thuốc để về mình tự làm cho nó. Đấy, rồi là đặc biệt là mình kiêng cái điện thoại cho nó nha. Như vậy là ổn đấy. Ôi như thế là mừng rồi đó, tốt rồi đó.